làm cưới. Ôi, em khóc nội mì quê luôn, em khóc đâu cũng khóc hết á. Em khóc mà đến nỗi mà cái chuyện mà em chia tay Nguyên Khoa ai cũng biết hết trơn. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ chào đón cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Mời hai bạn. Xin chào quý vị khán giả, xin chào hai MC. Mình tên là Phạm Ngọc Phương Trang, năm nay 28 tuổi, hiện là giảng viên đại học chuyên ngành tiếng Anh và có một trường âm nhạc nhỏ dành cho các em bé. Wow, hay quá. Rồi bạn trai? Mình là Trần Hữu Kiên, mình là kỹ sư phần mềm, hiện đang công tác ở Singapore. Hôm nay bạn yêu xa à? Yêu xa. Yêu xa được 5 năm rồi. 5 năm? Mà chặng đường yêu thì là 10 năm. Cái cơ duyên đó là hai đứa là học chung từ năm cấp 2. Mà em thì là mê trai đẹp. Thành ra là từ hồi lớp 8 là đã mê cái anh này rồi. Khó một cái là cô giáo lại xếp là ngồi cách anh này một người. Cực quá. Xin nhỏ cái bên đổi nó không cho. Tại nó cũng mê luôn đúng không? Nó mê luôn. Bao ngày ngung vẫn còn, vẫn chưa thể thành câu. Cái thành ra là cứ nhìn anh này thì nhìn lén là nhìn chồm qua người. Thì cái anh này là được cô giáo thể dục giao cho cái nhiệm vụ là hướng dẫn lớp tập thể dục. Thì mình hồi đó mình bánh bèo mà, cái môn dở nhất cái môn thể dục, nhưng mà riêng cái năm lớp 8 là tập siêng nhất. Tại vì anh này anh hướng dẫn. Mình cũng chả giỏi thể dục cái gì, tại vì lùn ở đứng đầu cho nên là cô xếp cho đếm khởi động. Rồi đến lúc nào thì mới là gọi là ảnh mới để ý lại bạn? Mà cái năm lớp 8 đó thì anh này anh thích nhỏ khác, không thích mình. Cái đến năm cấp 3 thì chuyển trường, thành ra là mất liên lạc. Thì đến năm lớp 12 thì lúc đó đang đợt thi đại học, thì mới thấy bên trường khoa học tự nhiên thấy có cái người tên là Trần Hữu Kiên. Mới làm sao liên lạc? Chat Yahoo. Đó còn chat Yahoo. Thì đến sinh nhật em thì em mới mời bạn này đi sinh nhật. Vậy là vẫn còn có cái liên lạc. Bạn này là đang quen người khác. Mà cái lúc đó là em mới vô, thành ra là mới vô sinh viên rồi, thành ra cũng còn ngơ lắm. Cái nhỏ kế bên nó, nhỏ bạn mới, nó nghe nó nhìn: "Ê Trang, tôi nhìn thấy thằng này nó ngon quá, sao bà không vớt đi, gặp tôi vớt rồi đó." Cái em kêu thôi, ta có bồ rồi. Mà không biết sao giờ em xem vớt luôn chị. Vậy thì cái cơ duyên nào làm sao mà em vớt được? Thì sau đó rồi bắt đầu gặp Trang rồi thấy lúc đó cũng giỏi, thấy đi học lúc 2-3 trường, thấy dễ thương. Như vậy thì lúc nào mới là cái lúc hai người hẹn hò đầu tiên với nhau? Thì sau đó khoảng chừng tháng thì chia tay người yêu kia. Nhưng mà chưa lúc đó chưa có quen chính thức với Trang. Có phải là do xuất hiện của người này không? Đâu, không phải. Ai tỏ tình? Em tỏ tình. Ủa chứ phải em hả? Đã vậy chị tưởng là em chứ. Em vớt ngầm mà chị. Đến giờ em mới nói là em vớt, chứ em đâu có nói lúc đó, mình giả bộ ngây thơ mà. Chính thức quen nhau là 31 tháng 1. Thì em còn nhớ nguyên si cái tin nhắn ảnh nhắn cái đêm hôm đó là: "Hữu Kiên chắc chắn là sẽ không bao giờ tìm được Phương Trang thứ hai cho mình đâu." Rồi hai bạn yêu nhau, gần nhau được bao lâu thì bắt đầu là yêu xa? Năm 23 tuổi là 5 năm sau đó. 5 năm sau đó đúng. 5 năm, bây giờ mình nói cái đoạn yêu gần trước đi ha. Trong những cái 5 năm đó thì có những cái chuyện gì dở khóc dở cười với hai bạn không? Mà yêu 5 năm rồi, thí dụ như là chị không cho người yêu chị đi luôn á. Đúng. Trời đó, em kêu đi với chị. Tại vì cái lúc đó hả là quen nhau mà đang sinh viên á. Do là em thì học bên ngành piano, thành ra em đi làm rất là sớm. Mình đi dạy được mà. Cái thành ra lúc đó em kiếm tiền được, vừa đi học vừa kiếm tiền, thành ra là vô hình chung là bạn này bị một cái áp lực cho mà không có nói. Áp lực là mình không có bằng cái người bạn gái của mình. Thành ra là cái lúc năm ba là tụi em có chia tay lớn một lần. Dạ. Chứ cái số lần chia tay là nó n lần luôn á. Thì cái lúc đó là Kiên chủ động. Nguyên nhân là áp lực thôi hay là có người thứ ba? Thì cái lúc đó là mới bắt đầu đi làm bán thời gian ở mấy chỗ khác, rồi ráng kiếm tiền, rồi học cũng căng. Rồi không có, hai người đều không có thời gian đầu tư cho cái chuyện tình cảm lúc đó nhiều. Lúc đó lúc mà Kiên chia tay rồi Trang thấy sao? Trang đồng ý hả? Ồ, em khóc chính dòng sông quê luôn chị ơi. Em khóc quá trời, em khóc mà em khóc thiếu điệu hả? Nhà em hả? Khóc trước mặt ảnh hay là về nhà mới khóc? Ủa, em khóc mọi miền quê luôn, em khóc đâu cũng khóc hết á. Em khóc mà đến nỗi mà cái chuyện mà em chia tay Nguyên Khoa ai cũng biết hết trơn á. Mà em thì cái lúc đó em nghĩ đơn giản là mình đang có sự nghiệp rồi thì em cũng đâu có bao giờ em áp lực ảnh đâu, nhưng mà do cái người đàn ông á, người ta có một cái gọi là cái sự cố gắng riêng về cái sự nghiệp của người ta, thành ra người ta cảm thấy lúc đó người ta áp lực. Mà bây giờ em nghĩ lại thì em thấy cái việc chia tay đó nó rất là hợp lý. Với lại chuyện lần chia tay đó là bao lâu? Năm rưỡi. 1 năm rưỡi luôn hả? Dạ, 1 năm rưỡi luôn. Lúc đó là không liên lạc gì với nhau 1 năm rưỡi đó. Rồi sao quen lại? Trong lúc đó có chuyện gì xảy ra nữa không? Trong lúc đó thì Trang có quen khoảng 2 người gì đó nữa ở trường đó. Ở trong lúc đó thì em thì không có quen ai hết. Em chỉ đi làm thôi. Thì sau đó cũng cứ gặp đi gặp lại vậy, thì có cái người bạn của ảnh á, học chung, thì bạn đó mới nói là ê Trang, tôi thấy hả Kiên nó còn thương bà lắm á. Cái xong mà cái em nghĩ trong lòng chứ cái kiểu mà lo sự nghiệp như anh này, đến lúc mà em đi đám cưới ảnh cho em xách 2 đứa con theo rồi, em nói với ảnh vậy á. Cái xong không biết sao sau khi em nói vậy cái tự nhiên cái hẹn gặp cái quay lại luôn. Coi như là 1 năm rưỡi đó sau quen lại là bạn chuẩn bị đi nước ngoài luôn đó đúng không? Sau đó khi mà đang đi làm rồi thì có cái cơ hội ở bên Sing thì mình quyết định đi. Cái lúc đó thì em có nói với ảnh là hay là anh đi nước ngoài 2 năm đi, tại vì mối quan hệ của mình mà cứ vậy hoài chán quá. Nhiều khi thử thách vậy nó hay mà có thêm cơ hội cho anh. Thì đến lúc mà ảnh đi thì tụi em vẫn còn quen nhau, vẫn còn thương nhau, thì cũng có chồi sụp mấy lần đó. Nhưng mà cái lần lớn nhất là năm 2013. Là cái lúc đó là em hả tính lấy chồng luôn rồi đó. Trời đất ơi, sao em không chung thủy gì hết vậy? Không có, tại anh này bộ. Sao nữa? Ép em lấy chồng khác chứ bộ. Anh ép luôn. Rồi anh kể đi em, để anh đổ mồ hôi quá. Cái lần đầu thì là do là mình còn ham đi làm. Nhưng mà cái lần mà sau đó là biết là mình cũng thương người này, cũng yêu người này rồi. Nhưng mà bắt đầu gặp những cái người ở ngoài xã hội, thấy tại sao mình cứ quen một người hoài. Nó có em thấy như vậy. Lúc đó thì là bản thân em thấy như vậy. Mình gặp nhiều người mình thấy là tự nhiên rồi không biết mình có chọn lộn người không. Cái lúc đó là em mà em hay với chị, đến giờ em còn thấy em hay nữa. Tức là giống như là lâu lâu tự nhiên cái em hỏi ủa anh mới đi chơi với ai về phải không? Ủa nói trời sao em biết hay vậy, tự khai luôn hả? Xong rồi em hỏi cái này trong đầu anh đang nhớ nhỏ nào nè phải không? Nó nói ủa sao em đoán được hay vậy, em ghê quá, tự khai luôn vậy. Nhớ với em anh sẽ thay đổi, để giờ đây nhận lấy một tình yêu già dối. Nói luôn vậy, thứ hai luôn. Xong rồi cái hôm đó thì em lên Instagram em mới thấy là trời sao like hình nhỏ kia nhiều quá, còn hình em up hả trời ơi chỉnh muốn chết luôn mà không like. Mà em nói rồi em đánh được mùi rồi. Cái sau đó sau cái đợt đó hả về là tự nhiên hả đòi gặp nhỏ đó, cái em tức lên cái em chia tay luôn. Mà em về em nói mẹ em ở từ nay nhà mình không bao giờ được nhắc đến tình Kiên nữa. Cái lúc đó thì có một cái người ta cũng đang rất là thương em, mà người ta lại chân thành nữa, mà người ta ngay kế bên, còn ông này ông bay ở đâu bên kia đâu ai biết. Cái cũng tìm hiểu, em tìm hiểu được năm mấy á, cái tính cưới là năm mấy đó là ông này ở bên kia, ông đang bay đâu trời không biết. Tự nhiên nó lâu nhắn tin cho em kêu đi nghe nhạc với hòa nhạc với người mà không biết nhạc gì chán muốn chết, tự nhắn em vậy. Cái em kệ đâu thèm nhắn tin lại. Cái qua mấy bữa nữa cái nhắn tin lại kêu ngồi nói chuyện với người mà hả không hợp gì chán chết, tự nhiên nhắn em vậy, kệ anh chứ em đang quen với ai còn về còn khoe nữa. Khoe em mà chán rồi kể em chi. 1 năm rưỡi luôn? Không, 2 năm em tính cưới người khác mà rồi, chị. Lúc đó cái vụ cưới đâu là có cưới không tính là. Cái em trước khi mà chia tay em nói là bây giờ anh mà đi hả là anh để im cho em tìm đường lấy chồng. Cứ lúc nào mà em chuẩn bị quen người khác là ổng thọ lẳng ra. Rồi sao lúc đó em như thế nào? Rồi lúc đó có hẹn Giang ra nói chuyện mà đâu có chịu ra đâu. Lúc đó em chảnh lắm tại em đang sắp cưới người khác rồi, tự nhiên nói chuyện ông chi. Mà cái hôm đó coi như là em dứt khoát lắm rồi, cái ông kêu ảnh kêu chứ em ơi bây giờ em dứt khoát em sắp đi lấy chồng rồi, thôi em làm cho anh một cái bữa ăn spaghetti đi. Tại vì cái món đó chỉ có cái món đó là em làm ảnh là ảnh mê thôi. Cái em nói ok làm. Mà trong lòng em nghĩ đó hả trời ăn cho thèm chơi. Cái anh này cái anh ngồi anh ăn, tự nhiên đang quay lại thấy ngồi khóc. Khi tôi đau thì tôi khóc, sẽ trút hết những đắng cay trong lòng. Trời khóc mà hả? Em nói thiệt khóc còn nhiều hơn là bao nhiêu lần em khóc chia tay, em khóc cộng lại nữa. Tội nghiệp lắm cái chị, giống như là em là cái người phụ nữ bội bạc mà hả vô tình vậy. Cái ba em thấy trên lầu em thấy ba em lập lò nhìn xuống sao ai này đóng phim gì mà thường là con gái khóc. Mà lần này không biết con mình đó hả làm cái gì mà thằng kia nó khóc. Xong rồi cái em vẫn dứt khoát. Nói gì? Thì anh nói là em làm cho anh ra nông nổi này, em có thấy em quá đáng không? Cái em nói em có làm gì đâu, tại anh tại ai. Kêu người ta đi lấy chồng, xong đi lấy chồng thì cái ngồi khóc. Sao lúc đó em khóc vậy? Lý do gì? Lúc đó nghĩ gì trong đầu mà khóc dữ vậy? Thì nhiều đi cũng gặp người này người kia rồi mới thấy là người này là tốt nhất. Em rảnh quá em đi lượn. Trời ơi cái này là anh giữ của chị Tường đó. Không nhưng mà thông mà nói thiệt là vậy, coi như là em trải qua hết. Nhưng mà cái khúc em đang ngồi khóc đó là em tuyệt vọng hay là em đang còn gọi là đang còn muốn bấu víu, hay là em khóc để cho đã là để tuyệt vọng đi về? Không biết lúc đó thì cảm xúc thì thấy không có còn cơ hội nữa thì. Rồi cái hậu bữa ăn đó là sao? Xong rồi cái khi ảnh đi về mà chị biết á, mỗi lần mà ảnh đòi quay lại với em á hả, coi như con bé em của em á là nó hưởng hết luôn. Tại ảnh mua bao nhiêu là quà tặng cho nó, cái nó còn xúi em á là chị chia tay lâu lên để Vi được nhiều quà. Còn nói vậy em vậy đó. Thì cái lúc đó là ảnh cứ qua buổi tối vậy, là từ 11 giờ đêm anh mới qua. Tại vì em không có chịu gặp. Thì em cứ đuổi về, mỗi lần em đẩy á thì ảnh lùi được 3 cm. Mà chị nhìn cái người vậy nè, mà lùi có 3 cm à. Từ nhà trong ra tới cửa hả, ảnh lùi 4 tiếng đồng hồ. 4 tiếng đồng hồ. Từ 11 giờ đêm tới 3 giờ sáng. Xong còn đòi ngủ lại nữa. Em không cho, đòi về. Xong cái đó lúc ảnh về thì em mới, trời em dễ thương chị, em còn gửi một cái bài nhạc Bích Phương hát mà bài buồn, tao nói sầu thảm, gửi cho anh nghe. Tặng cho anh bài hát cuối cùng. Mà xong anh nghe, xong anh khóc thêm chập đó, anh nhắn tin lại, nhắn tin tiếp câu: Trang ơi, em làm cho anh ra nông nổi vậy, em thấy em có quá đáng không? Xem đi ngủ. Thôi giờ đừng nói biến cố nữa, giờ nói kỷ niệm đẹp đi. Ý là sao quen lại được nhau nữa, người ta sắp cưới rồi sao? Quen người kia thì cũng năm mấy thì bắt đầu em thấy có một số điểm nó không hợp. Thì lúc đó em mới tâm sự với... qua lại, nói chuyện qua lại với anh này. Trong lúc chia tay á, thì cái anh này ảnh ngộ lắm. Ảnh cứ giống như ảnh mặc định á, ảnh là con trong nhà em rồi. Chị biết á, đang chia tay mà em đang quen người khác nha. Mà ảnh đi công tác ở bên Mỹ á, ảnh thuê xe ảnh chạy qua nhà cô út của em bển, báo chú với cô út em. Cô út em nấu cho một bữa ê hề, ăn xong vô phòng của thằng em ngủ, xong còn chụp hình lại gửi cho em coi. Nó còn nhắn tin còn lâu em mới được đi Mỹ. Mà gia đình em thì rất là thương ảnh, tỉnh bơ. Có cái lúc nào mới là một cái dấu mốc để mà gọi là biết định nắm tay nhau luôn tới bây giờ? Tháng 4 năm ngoái tụi em có đi Nhật chơi. Thì cái đợt đó là giấu Trang, là đợt đó quyết định đi Nhật là cầu hôn rồi. Thì chuẩn bị từ tháng 2 lận. Lúc đó hai đứa đang đi xe đạp, đạp ở vòng vòng cái hồ ở gần núi Phú Sĩ á, thì vòng vòng gần đó lúc đó cuối mùa hoa anh đào rồi, cho nên hoa anh đào nó rụng nhiều lắm. Cái có một cái gốc cây kia không có ai đó hết. Cái dựng xe đạp ở đó định chụp hình thôi. Cái em mới dựng xe đạp rồi để cái điện thoại cái ba lô á. Kêu là thôi bây giờ mình chụp hình mà mình nhìn hoa anh đào đi, quay lưng lại chụp đi. Cái mới nói là Trang quay lưng lại trước. Xong rồi mới đi từ từ là lấy cái nhẫn ra, mà lấy cái nhẫn đó, lấy hoài không được luôn, rung tay đó, tay rung đó. Rồi lúc đó cảm xúc của em như thế nào? Em thì mê chụp hình mà thành ra ảnh kêu tạo kiểu gì em cũng tạo hết trơn á. Cái quay lại thấy ảnh quỳ rồi. Mà lúc đó là em cảm động dữ lắm. Khóc không? Trời ơi em khóc. Nữa khóc nữa hả? Dạ. Không tính 9 dòng sông nữa hả? 9 dòng sông quê nữa chị ơi. Cái tính là mình cưới xong rồi mình ở như thế nào, về cái khoảng cách địa lý rồi công việc của hai bạn thì sao? Trước mắt thì là vẫn ở đây là chính, thì tuần nào em cũng bay về. Chắc là trong tương lai gần thì là tụi em sẽ phải cân bằng lại cái đó. Đối phương thay đổi điều gì nữa không? Trang thì có lâu lâu thì hay mất bình tĩnh, rồi thiếu kiên nhẫn, hay bực mấy cái chuyện lặt vặt không làm được rồi bực mình thì... Rồi như vậy thôi hả? Còn Kiên thì sao? Kiên thì là đến bây giờ thì em cảm thấy là em rất là mãn nguyện, rất là hạnh phúc. Tại vì ảnh là cái người làm việc nhà, nấu ăn được, mà rất là siêng và rất là kiên nhẫn với em. Bản thân em thì tính hơi khóc cười, vui cũng khóc, cười cũng khóc. Người ta buồn ít thì em buồn nhiều, người ta vui một thì em vui thành 10. Thế thành ra là em nhiều khi cái tính em biết vậy, thành ra là ảnh cũng là cái người chịu đựng em lắm. Và hôm nay gia đình của hai bên có ai đi theo ủng hộ cho hai bạn? Mẹ con gái đi theo. Dạ chào cô. Chắc là đôi trẻ này 10 năm chắc cũng làm gia đình theo dõi cũng mệt mỏi hả cô ha. Ngày hôm nay đến với chương trình cô có điều gì muốn nhắn nhủ với hai con không cô? Nói chung là hai đứa về sự nghiệp, về tính tình của hai đứa và kể cả gia đình hai bên, nói chung là mình mãn nguyện. Dạ. Mình chỉ chúc cho hai con là hạnh phúc trọn đời. Dạ cảm ơn cô ạ. Thật ra thì hai bạn thật sự Tường cũng không có cái gì để khuyên nữa. Tại vì mẹ mà còn đã yên tâm rồi thì với Tường với Quang Bảo ở đây cũng là chỉ chúc phúc cho hai bạn thôi. Em thì bây giờ thì em đang rất là cảm động. Tụi em vẫn thường dặn với nhau là phải cố gắng để giữ cái hạnh phúc này. Vậy là quá tốt rồi. Yêu làm cưới.